Sáng nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn công tác đến khảo sát đường dành đai phía tây đoạn nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C. Đường dành đai phía tây đi qua địa bàn quận Ô Môn dài gần 8 km, có tổng số hộ bị ảnh hưởng là 495 trường hợp, trong đó 130 trường hợp có nhu cầu tái định cư. Đã hoàn tất đo đạc, kiểm đếm, xét pháp lý 315 trường hợp, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho 227 trường hợp với số tiền 261 tỷ 450 triệu đồng. Đến nay, đã có 174 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chi trả, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trường hợp người dân có nhu cầu đào tạo nghề, địa phương tổ chức đối thoại xem xét giải quyết theo thẩm quyền.